này ăn cua gì anh? Có mẹ với đại em còn sợ nữa chứ đừng ba cái gấu này dễ dễ thương ha. Dạ, ngày hôm nay em đến tại Kennesaw. Dạ, cơm tấm I love phở của anh Thảo Lê. Em đi thử vòng vòng sườn, cơm sườn vòng à. Ngày hôm nay em lại đây mang thử nha. À, đây là cái chung là thực đơn giảm mập của em đó hả? Anh thấy nói, anh nói vậy đâu ai dám ăn nữa anh. Anh thấy rất tương lai đó. Không đấm được nè. Nhìn cách ăn là thấy rất ốm rồi đó. Bì ngon nè. Nói như chị nhà chị Suga thính nhiều. Cả nè. Em thử rồi, thử vậy đó chị Suga. Thấy cái sườn gà nướng mà xém xém là thấy ngon rồi. Đồ nước mắm sao mùi thơm dữ vậy? Thơm lắm luôn. Cái sườn thịt nó cắt bằng kìa. Cắt thì chị ăn đi. Đúng rồi. Em biết mà. Là chị. Để chị bút kiếm đi nha em. Mình phải chơi cái chiêu này thì nó mới ngon được. Ủa sao dĩa cầm tắm mà có cái tay người thứ ba vậy? Chịu không nổi rồi. Ngon. Thịt thấm ngon dữ sợ luôn á. Thơm lắm Thịnh ơi. Ướp xong rồi lại tủ lạnh nữa đó. Thôi anh không ăn đâu, đừng Đừng ngưng lại. Thơm lắm. Ngon ghê luôn á. Á trời. Em bắt tin đầu ăn tôm lắm nhưng mà thấy tôm này tươi quá. Chị mắc cười quá à. Tính ra ba người có dĩa cơ. Tôm tươi quá. Rồi món khác. Vậy nó mới đúng thực đơn ốm á. Một dĩa cơm ăn ba người khổ không? Thử này nào. Thử này anh ơi. Cái gọi là chảo tôm đó. Chảo tôm. Em ăn thử chào tôm đi Suga. Nếu là nhai không nó thơm từ nó lên. Chào tắm là ngon nha, chào tắm rất ngon. Thử chào tôm đi. Không, có hút nguyên miếng luôn. Không mới bự quá. Hả chị? Sao mà cái họng chị? Em cắt cho chị coi. Cái họng chị la lớn thôi chứ chị ăn nhỏ nhẹ lắm. Em hiểu không? Nước mắm ngon. Trung quy lại, nước mắm ngon rồi. Còn cái này bình thường nè, mình không có review được. Trứng với trộn chiên cũng không ok đâu nha. Trứng vừa lại. Ủa chọc tôm này lạ ta ngon. Thơm nữa, thơm. Để ăn vô vậy thấy bình thường đúng không? Không mới dậy cái mùi nữa. Không mà thích cái tắm nha. Em ăn cái này không em biết không? Nhớ Sài Gòn liền. Thật luôn á. Biết là vậy nhưng mà em không có cơ hội ở Sài Gòn nhiều. Về ở quê nhiều hơn. Ăn cà chua đi em, ăn cà chua là chống ung thư đó. Để trứng chị ăn cho. Đến với Kennesaw là lần thứ 3 rồi. Thì món này cũng ngon, ấn tượng đầu tiên là bữa hôm đó bò. Phở. Bữa nay là tới món này. Tuyệt vời. Cơm chiên mà lúc bắt ngon xuất sắc nha. Bữa đó chị ăn hay không được ăn. Dạ tuyệt vời. Vậy thôi, đây. I love phở. Tại Kennesaw của anh Thảo Lê. Nếu quý đồng hương nào ở gần đây ghé. Chứ ở xa quá chịu. Em có biết nãy giờ ngồi trước chợ Bến Thành. Vậy luôn rồi. Dạ em xin lỗi. Em ăn kinh tấm ngay chợ Bến Thành. Dạ, chứ không phải Kennesaw. Dạ, lớp phở chợ Bến Thành.
Thảo để bành trướng.